Chuyện cổ tích Việt Nam. Nhẫn và đèn. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mong muốn của chúng ta thành sự thật? Hay chúng ta có được những thứ chúng ta mong muốn hơn là những thứ chúng ta cần? Chà, hãy cùng tìm hiểu trong câu chuyện kỳ diệu, hấp dẫn, tuyệt vời, hoành tráng về công chúa Fina. Công chúa Fina là người đứng đầu thị trấn Roses. Cô ấy được mọi người yêu mến, nhưng có một vấn đề nhỏ. Cô ấy muốn mọi thứ và mọi người đều làm theo mong muốn của cô ấy. Giọng anh nhẹ nhàng quá. Ước gì mọi người đều nói theo giọng mà tôi muốn. Đây là lý do tại sao dù Fina là một người phụ nữ quyền lực, cô ấy không có người bạn nào. Điều đó thường khiến cô ấy buồn. Một ngày đẹp trời, khi Fina đang trở về từ cuộc họp mỗi quý của mình ở tòa thị chính, cô ấy tìm thấy một cổ vật bị chôn vùi một nửa dưới đất, vì cô ấy luôn thích sưu tầm cổ vật. Fina đã mang nó về và giữ nó trong bộ sưu tập của mình. Nhưng nó có điều gì đó không ổn. Đó là một chiếc nhẫn. Fina chưa từng nhìn thấy viên ngọc nào đẹp như vậy. Cô ấy chà kỹ chiếc nhẫn để làm sạch nó và bùm! Có một người đàn ông to lớn đang đứng ngay trước mặt cô ấy. Wow, sống trong chiếc nhẫn không dễ dàng gì. Xin chào người đáp. Tôi không thấy cô ở đó. Cô đang bị sốc. À, xin lỗi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Sự quyến rũ tuyệt đối của tôi đã làm cô giật mình, phải không? Chà, có lẽ do thực tế là tôi bước ra từ một chiếc nhẫn. Xin chào, tôi là người hầu của cô. À, về mặt kỹ thuật thì không phải của cô. Ý tôi là tôi đến từ chiếc nhẫn nên tôi tuân theo bất cứ ai sở hữu chiếc nhẫn. Fina không thể tin được những gì đang xảy ra. Người hầu đã dành thời gian để giải thích rằng Fina đang giữ một chiếc nhẫn ma thuật. Thứ đã là nhà của anh ta trong hơn một thế kỷ. Anh ấy đã giải thích rất chính xác rằng anh ấy là một người hầu chứ không phải thần đèn. Các thần đèn cư xử quá... cứ như thế giới bắt đầu và kết thúc là nhờ họ vậy. Thấy chưa? Đúng là tôi không thể tạo ra cho cô bất cứ thứ gì giống như thần đèn. Tôi chỉ có thể đem tới cho cô những thứ cô mong muốn. Nhưng tôi có thứ mà thần đèn không có. Là điều ước thứ tư. Đúng vậy. Tôi không có giới hạn trong việc ban điều ước. Nhưng thần đèn quyền lực thì có. Dù sao thì cô mong ước điều gì? Được rồi. Có quá nhiều thứ mới mẻ. Nhưng dạ, vậy anh có thể lấy bất cứ thứ gì tôi muốn. Tôi thật sự muốn có một người bạn, nhưng là một người nói chính xác những gì tôi sẽ nói và cư xử đúng như cách tôi cư xử. Được rồi. Cô có vẻ biết khá chính xác những gì cô muốn. Vậy có ngày này. Nó giống như một cơn bão ập đến bên trong phòng Fina. Nhưng chỉ trong phòng của cô ấy thôi. Người hầu thốt ra một số từ kỳ lạ và cô ấy xuất hiện. Xin chào, tôi là Gina. Và wow, cô không có khiếu thời trang gì hết. Hả? Gina là hình ảnh tách ra từ công chúa Fina. Ngồi giống cô ấy, đi giống cô ấy. Và trước sự khó chịu của công chúa, Gina cũng trông giống cô ấy. Trong vòng 5 phút, Fina đã chán ngấy người mới này. Người đang chi phối cô ấy phải làm những gì cô ta muốn.
Cô phải tuân theo lệnh tôi, không phải trừng phạt tôi. Chà, điều ước của cô quá chính xác đến nỗi tôi cũng muốn dùng trí tuệ của mình để làm hỏng nó. Cô thấy đó công chúa, những thứ chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn không phải lúc nào cũng là những thứ chúng ta cần. Yufina không hiểu người hầu đang cố nói điều gì. Cô ấy yêu cầu thay thế Gina bằng một con ngựa con. Và vậy là xong. Fina chắc chắn bây giờ cô ấy sẽ vui vì cô ấy đã có chính xác những gì mình muốn. Nhưng chẳng mấy chốc, Fina nhận ra cô ấy không có chuồng ngựa lẫn cỏ khô. Cô ấy đã không chuẩn bị để chăm sóc một con vật. Ồ, lông của con ngựa đang rụng. À, nó đang nhai ra trái dừa của mình. Tiếng hét của Fina khiến con ngựa nhỏ sợ hãi và nó chạy ra khỏi phòng. Nó chạy quanh cung điện phá hỏng đồ đạc. Được rồi, tôi chịu thua. Xin hãy lấy lại tất cả. Con ngựa biến mất. Và công chúa Fina cùng người hầu trở lại phòng của cô ấy như không có chuyện gì xảy ra. Fina ngồi xuống và trông khá buồn. Bây giờ người hầu cảm thấy tội nghiệp công chúa. Hey, được rồi, hãy làm cho đúng. Cô vẫn muốn có một người bạn chứ? Ngay khoảnh khắc Fina gật đầu, cô ấy đã thấy mình ở tương lai trên một bãi biển. Và cô thấy một cô gái trẻ đang nhìn ra ngoài biển. Chờ đã, chúng ta đang ở đâu? Chào mừng đến với tương lai. Tương lai? Chà, cô thấy đây, nếu cô tìm kiếm một người bạn thực sự thì đầu tiên cô phải trở thành một người bạn. Theo dữ liệu của tôi, cô và cô gái đằng kia có khả năng trở thành bạn bè thực sự với nhau. Nên tôi đưa cô đến đây, sao cô không thử nói chuyện với cô ấy đi? Fina thận trọng và do dự tiếp cận cô gái. Sau tất cả, cô ấy đang ở tương lai và cô ấy không biết gì về thế giới này. Chào, cô bị lạc hả? Vậy là xong. Cô gái tự giới thiệu mình là Ella. Ella rất dũng cảm và thông minh. Fina và Ella ngay lập tức trở thành bạn tốt của nhau. Fina nói với Ella về người hầu của cô ấy và Ella cũng chia sẻ bí mật của mình. Tôi ước với thần đèn là muốn có một người bạn thực sự. Có lẽ đó là lý do cô ở đây, Fina. Và tôi sẽ không bao giờ để cô đi. Không, 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 không. Cô có một thần đèn hả? Ồ, phải. À đấy, ở ngay đây. Không, đừng gọi anh ấy. Ê... Có mặt thưa cô. Điều ước tiếp theo của cô là gì? Chờ đã. Anh chàng người hầu, kẻ không chuyên nghiệp. Nè. Chỉ vì tôi không mặc vest và không có giọng đặc biệt, không có nghĩa là tôi không chuyên nghiệp đâu nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất nhiên, cô đang bối rối thưa cô. Cô ở cạnh một tên hầu mà. Để tôi giới thiệu với cô về chủ đề ma thuật. Các thần đèn chúng tôi đã mở đầu cho việc ban điều ước. Và chúng tôi có thể ban bất kỳ điều ước nào, tất nhiên là dù nhỏ hay lớn, đều có điều kiện. Trong khi đó tên người hầu này, họ chỉ có thể lấy cho cô những thứ rất cụ thể như cô thấy đó. Phải. Vậy quý ngài thần đèn, anh có thể ban điều ước thứ tư không? Cuộc trò chuyện giữa những sinh vật kỳ diệu này nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Và cả hai đều chiếm lấy nhà của người kia. Bây giờ thần đèn có chiếc nhẫn của người hầu và người hầu có đèn của thần đèn. Vì cả hai đều là chủ của nhau, nên giờ họ bắt đầu ước những thứ ngẫu nhiên từ người còn lại. Tôi ước người hầu của tôi mang đôi giày khiêu vũ vĩnh cửu kỳ diệu. Không, 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 không. Tôi ước thần đèn trở thành một con voi khổng lồ.
rồi. Cả hai đừng cư xử như trẻ con nữa. Giọng điệu uy quyền của Ella khiến cả hai người họ từ bỏ trò tai quái của mình. Anh người hầu, chính anh đã dạy tôi là chúng ta phải luôn cho đi những gì chúng ta mong đợi và mong muốn. Anh không nghĩ là nếu muốn ngài thần đèn tôn trọng anh thì anh phải tôn trọng ngài ấy trước sao? Và thần đèn, anh cũng vậy đó. Anh phải khiến anh ấy tin tưởng. Hãy nghĩ xem, cả hai anh đều nắm giữ rất nhiều quyền lực bằng cách trở thành chủ nhân của người kia. Hai anh có thể dùng nó cho mục đích tốt hơn, có thể bắt đầu kinh doanh ở đâu đó, như bạn bè. Không, Ella, chúng ta gặp nhau nhờ phép thuật. Nếu cả hai rời đi thì chúng ta sẽ mất nhau, và tôi sẽ bị đưa trở lại thời đại của tôi, và cô sẽ không có ở đó. Nếu tôi có thể, thưa cô, tôi có thể thực hiện một điều ước cuối cùng cho cô. Nếu cô muốn, tôi có thể đảm bảo cả hai cô vẫn là bạn, ngay cả sau khi chúng tôi rời đi. Nhưng một điều ước như vậy có giá rất đắt. Cô sẽ phải từ bỏ cuộc sống của mình. Cô có thể không còn là công chúa nữa. Không sao đâu. Tôi không cần phải là công chúa để làm điều tốt cho thế giới. Tất cả những gì tôi cần là những người thân yêu tôi có thể tin tưởng. Người hầu và thần đèn biết chính xác họ phải làm gì. Sáng hôm sau, Fina thức dậy trên một chiếc giường mới, trong một ngôi nhà mới, và ở một đất nước mới. Khi cô ấy chạy ra khỏi nhà, cô ấy thấy Ella đang chạy về phía mình với một lá thư. Fina, cảm ơn Chúa, cô không sao hết. Tôi tìm thấy bức thư này trên bàn cạnh giường của mình. Kính gửi cô công chúa Fina và cô Ella. Hai cô muốn ở bên nhau, nhưng điều đó không thể thực hiện được trong thời đại mà công chúa Fina sống. Có nhớ lúc tôi nói nó rất đắt không? Nhưng dù sao thưa cô, không phải ai cũng biết mình thực sự cần gì, nhưng cả hai cô đều biết. Chúng tôi tự hào về cô, hãy sống một cuộc sống tuyệt vời. Fina và Ella ôm nhau và không nhớ gì về cuộc sống cô đơn cũ của họ nữa. Fina trong kiếp này đang tranh cử chức tổng thống và Ella là đại sứ thể thao. Nhưng quan trọng nhất là bọn họ có nhau. Và còn người hầu với thằng đèn, họ cũng có được thứ mà họ luôn cần. Anh còn làm vậy một lần nữa thì tôi sẽ chà cái đèn của anh và ước anh biến thành một con cóc. Anh có chắc anh có thể ước điều đó trong lúc đang bận nhảy không? Không, không nhảy nữa. Và thứ họ cần là có ai đó để liên tục cãi nhau với mình.